Ô tô từ 7 chỗ trở xuống có thể phải chịu thêm phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu, lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng theo đề xuất mới của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn thu phí thử nghiệm khí thải, thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu và lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo dự thảo này, thay vì phải chịu mức phí thử nghiệm khí thải như quy định hiện hành, ô tô dưới 7 chỗ sẽ phải nộp phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu và phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn. Quy định này áp dụng với cả ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước lẫn nhập khẩu. Phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu theo quy định mới là 16 triệu đồng với ô tô sử dụng xăng và 16,5 triệu đồng với xe dùng diesel. Ngoại trừ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng sẽ thu nộp về ngân sách nhà nước, hai loại phí thử nghiệm khí thải và tiêu thụ nhiên liệu đều thuộc quyền sử dụng của cơ quan thu phí là Cục Đăng kiểm Việt Nam.